À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn về xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng chúng tôi tháng 8 năm 2023. Đây là cái cổng vào đấy ạ. Bên tay trái các bạn đây là một cái khoang của cái máy rửa công nghiệp, một cái khoang sục khí và băng tải xích đấy. Khoang đầu tiên của cái máy rửa nguyên liệu để chưng cất tinh dầu. Trong này là một cái chảo xào nhân với dung tích là 50 lít và bên mình đã hoàn thành xong và chuẩn bị đưa đi xuất sang Campuchia. Đây là một cái máy vắt ly tâm, vắt ly tâm tách nước, tách dầu ạ. Là Inox lấy về đây. Và trước mắt các bạn đây là hai cái chảo xào nhân với dung tích là 200 lít. Đang hoàn thành nốt các cái khâu còn lại để bàn giao cho khách hàng. Đây là xin các nguyên liệu tẩm ướp gia vị điều để xuất khẩu đi châu Âu. Còn đây là một cái băng tải để đưa nguyên liệu từ cái khoang rửa của cái máy rửa ở ngoài cổng đó thì sẽ đưa lên trên cái băng tải này để đưa vào lồi chưng cất tinh dầu 2000 lít ở bên cạnh đây. Đây là cái chảo xào nhân 200 lít nữa đây. Trong này là lồi chưng cất tinh dầu 2000 lít. Trong cái dây chuyền của cái hệ thống máy rửa nguyên liệu để chưng cất tinh dầu bên mình đang làm hoàn thành. Đây là một cái chảo xào nhân với dung tích là 200 lít đấy. Rất là nhiều chảo lớn. Đây là một cái chảo xào nhân một nước. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt các mặt hàng gia công sản xuất từ Inox thì liên hệ với Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 1638 Phạm Văn Đảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.